Chào bà con nha. Đây thì mình đang ở lò ấp xã Bình Xuyên của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho bà con theo dõi cái quá trình mình nuôi khoảng 400 con bình xuyên không sử dụng thuốc kháng sinh và không chích vaccine. Thì do cái hiện tại thì do cái chi phí mà thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng, thì mình muốn bà con giảm cái chi phí thuốc thú y lại, mình chỉ sử dụng những cái thuốc cơ bản thôi, mình không sử dụng những cái kháng sinh tốn tiền và không cần sử dụng vaccine. Thì đối với cái con vịt mình thôi nha, đối với vịt giống của mình thôi nha, tại vì vịt giống của mình đã tiêm ngừa bố mẹ rồi, nên mình sẽ áp dụng cái này cho bà con theo dõi. Tại vì mình cũng thấy có nhiều trường hợp lạ lắm, khi con vịt đang khỏe mạnh vậy á, cho bà con chích vaccine gan, vaccine tả vô cái 2-3 ngày sau cái nó bị bệnh, nó ngã bệnh. Cái này lý do thì mình đang nghiêng về cái quá trình bảo quản cái vaccine nó không có đúng, nên nó ảnh hưởng tới con vịt khi mà mình chích vô cơ thể con vịt. Thì hôm nay mình làm video này để giúp cho bà con theo dõi quá trình mình nuôi con vịt xiêm này không sử dụng vaccine và thuốc kháng sinh, để mình giảm chi phí chăn nuôi tới mức mà có thể để mình kiếm được cái đồng lời trong việc nuôi con vịt xiêm này. Tại vì con vịt xiêm bản chất nó sức đề kháng của nó rất là cao, nếu mà giống khỏe thì con nuôi không cần thuốc men gì hết. Thì đây là cái chuồng ấm khoảng bề ngang 3 mét, bề dài khoảng 5 mét. Thì bà con có thể áp dụng những cái chuồng heo trống, bà con sẽ đổ một lớp trấu dày khoảng một phân tới 2 phân. Đó. Còn đây là cái cách ấm của mình. Mình không ấm đèn, không cần ấm đèn nha, mình sẽ ấm bằng khay nhựa. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng thì mình có làm video để ấm bằng khay nhựa cho bà con xem rồi. Ấm cái cách này rất là hiệu quả. Một cái khay nhựa này thì mình ấm tầm khoảng 50-70 con vịt. Đó. Thì chiều tối thì bà con sẽ tầm 5-6 giờ chiều bà con bắt vô khay, sáng tầm khoảng 7-8 giờ sáng bà con thả ra. Hiện tại bây giờ là 7:30 sáng thì mình sẽ thả vịt ra cho bà con xem. Rồi đêm thì mình đã chiều qua mình đã bắt bỏ vô khay như thế này tới sáng luôn. Đó. Nhiều bà con nói sợ bỏ vậy nó đói nó khát nó chết, không có nha bà con, nó ngủ rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ thả ra cho bà con xem. Đó. Kiểm cái lượng heo hụt luôn, có heo hụt hay không. Nó chạy ra rất là khỏe, rất là mạnh vịt, nó sung vịt luôn. Một khay như vậy là khoảng tầm 50 con. Đấy. Rất là khỏe vịt chứ không có sợ gì nữa mà con. Này là mình nhào lại nó ăn uống liền mà rất là sung vịt. Mình thả hết rồi hồi mình sẽ quay cho bà con xem, không heo con nào ha, chỉ có heo thì heo một vài con nó bị yếu trong quá trình ấp nở thôi. Nếu mình ấm cái kia này là nó tự cái nhiệt của vịt nó tỏ ra rất là đều, không hạn chế chứ không. Mình tránh được cái rủi ro chó mèo, và chó mèo ban đêm nó ăn vịt. Mà chuột nữa, chuột dồn nữa,
mình ngủ mình sẽ không an tâm. Rất khỏe giật luôn, sáng chạy ra rất là sung. Chỉ một hai con nào mà ấp yếu mới nghèo thôi. Là cái một cái khay nhựa về tầm khoảng 40-50 ngàn thôi, rất là rẻ, mình có thể sử dụng được nhiều lần. Mình ấm đợt này xong thì mình có thể để dành ấm đợt sau, ấm đợt khác nữa. Đây, 400 con mà sáng mình thả ra rất là khỏe luôn, không heo không nhiều hết. Đây là cái cách ấm từ xưa giờ của ông bà ta luôn á. Mình không cần phải ấm đèn tốn điện, rồi lại chằng chịt dây nhợ dây điện tùm lum, tốn chi phí rất là nhiều. Còn đối với chuồng heo thì con tuyệt đối không cần phải làm sàn, tốn chi phí dữ lắm, tốn tiền dữ lắm, sắt kẽm lưới rồi. Đối với thức ăn thì mình đang sử dụng thức ăn refit, thì ăn vịt con từ 1-21 ngày tuổi. Thì sẵn đây mình nói luôn là nhiều bà con là sợ ăn thức ăn vịt con nó không có ăn được, sợ viên nó to. Không có nha bà con, đối với con vịt thì cái miệng nó to nên nó ăn được hết, không cần phải chọn chấm gà, thức ăn gà vô làm gì hết, ăn được hết nha. Ăn gà đạm cao nên ăn vô có khả năng bị tiêu chảy rất nhiều. Và khi mà ăn gà nó nhuyễn quá, con vịt nó rất là khó nuốt, nó sẽ bị dính với mỏ, ăn nó vũ. Còn nó ăn vịt con thấy không, nó lụm như nào là nó ăn được chuyện đó chứ không, nó cũng không phải là không ăn được luôn. Cũng có viên nhỏ viên to trong này, thì con nào yếu thì ăn viên nhỏ, con nào lớn hơn thì ăn được viên to. Nó ăn chỉ cần một con ăn chừng 2-3 viên là nó đã no rồi. Thành phần của cái thức ăn này là 20 đạm. Sáng mình thả ra chạy rất là sung luôn. Đây, con thấy không? Ấm cái kiểu này sáng giật rất là khỏe luôn, không cần phải tốn chi phí điện đớm, đèn dây điện này nọ. Rồi mình ngủ mình lại phải trong lúc kia trong nó này nọ, sợ nó không đủ nhiệt dồn cục. Còn ấm khay này là mình không sợ chuyện đó. Rồi ấm đèn lại tốn chi phí manh bọng, rồi che đậy giống như bà đẻ luôn, rất mệt mỏi. Chỉ cần vài cái khay nhựa như thế này là bà con có thể ấm được vài trăm con vịt bình thường, làm trong vòng khoảng 5 ngày thôi. Thì mình sẽ nuôi cái bầy này và mình quay cho bà con theo dõi. Mình sẽ không sử dụng bất kỳ một cái thuốc kháng sinh nào trong quá trình mình nuôi cho cái con vịt này. Mình chỉ sử dụng cái thuốc ấm thôi, kháng sinh nhẹ giai đoạn đầu thôi. Bịch thuốc ấm cho bà con xem là mình sẽ sử dụng cái thuốc ấm gì hiệu quả.